VM Sai chào các bạn, tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn một tác phẩm đang hạ xuống tiếp. VM Sai thấy đây như là một cây đĩa bay quý vị ạ. Cây đĩa bay. Đấy, đang được hạ xuống. Cây nó rất là quan trọng đấy, cẩu cây thì nó càng quan trọng hơn. Cái cẩu này nó hơi nhỏ mà với như này là VM Sai thấy cũng hơi nguy hiểm một chút, hơi với. Trong lúc chờ đợi VM Sai chia sẻ, đây là bộ ba của anh Minh Dưỡng quý vị ạ. Thực ra bộ ba này thì quý vị rất nhiều người yêu cây đã biết rất là nhiều về bộ ba này rồi, bộ ba huyền thoại. VM Sai cũng không phải nói nhiều nữa, quý vị cũng đã hiểu độ quý và cái giá trị như thế nào rồi. Nhưng VM Sai muốn chia sẻ với quý vị các bạn, đây là bộ ba huyền thoại đã có mặt tại triển lãm Bắc Ninh lần này. Mời quý vị, những người yêu cái bộ ba này thì về đây để chiêm ngưỡng. Em chào anh. Em chào anh ạ. Năm mới, chúc năm mới anh nha. Sáng nay mới về. Vâng, ban tổ chức đăng ký, anh cứ kê cây đi ạ. Tuyệt vời quý vị. Đấy, quý vị nhìn một không gian rất đẹp, những tác phẩm tiêu biểu được rất là long trọng, được ban tổ chức đặt ở những cái nơi rất ấm áp quý vị ạ. Rất là đẹp. Không được, cái này không được đâu. Để em chỉ cái chân này hạ chứ không nào. Em sai thấy hai cây của chú Cường Thóc đã có mặt ở đây rồi. Ở đây tác phẩm Phụ Lâm Ngự Thạch, chú sĩ Hữu Mai Đạt nữa, cũng đã có mặt ở đây. Và bên cạnh đây là những tác phẩm của chú Cường Họa Sĩ quý vị ạ. Chú Cường Họa Sĩ cũng đã mang cây đến đây rồi. Đấy, cứ đằng trước là những cây hạng trung và hạng to, và trên sân giật lên là những hàng mini rất là tuyệt vời quý vị. Tất cả đây là cây một loạt si quý vị ạ. Một hàng si luôn. Chúng ta đi đâu ngắm đấy, tất cả là những cây si hàng bưng tay quý vị ạ. Đấy, cái cách trưng bày lần này của Bắc Ninh, VM Sai đánh giá cao về cách trưng bày lần này. Với như này chúng ta có sự so sánh, có sự được chiêm ngưỡng, nó không bị ngắt quãng cái cảm xúc của mình. Mà chúng ta đang đi ngắm si thì cứ ngắm si thôi. Và khi ngắm ruối là cứ ngắm ruối thôi, và chuyển sang ngắm xanh là cứ ngắm xanh. Đây là một cái rất hay, rất hay. Mời quý vị các bạn sáng ngày mai là ngày mùng 10 âm lịch, chúng ta về dự khai mạc và chúng ta ngắm nó kỹ hơn. Chứ VM Sai cũng không có quay kỹ được từng tác phẩm một để mới giới thiệu cho quý vị được. Mong quý vị các bạn thông cảm. Đây, VM Sai thấy một tác phẩm tiêu biểu của anh Bắc Bát Tràng. Một cây bé hạt tiêu được quý vị. Tại sao VM Sai nói vậy? Vì nó rất là quý và đẹp. Và nếu nói đến kinh tế nó rất là nhiều được quý vị. Một cây này kinh tế rất là cao, trồng ở một cái bể đá cổ quý vị ạ, mà lại có hoa văn. Cây xanh Đại Lão Nguyễn Xuân Bắc quý vị ạ. Đam mê quá. Cây củ gừng của anh Minh Dưỡng cũng đã có mặt ở đây quý vị. Cái này mà cứ hợp lý, anh Minh Dưỡng hợp lý cái là VM Sai anh bắt luôn, không phải là người khác. Một cái là cũng hơi bỏng tay, chưa dám động vào. Chứ mà anh Minh Dưỡng mà cần hơi cho man mát tí nha, VM Sai bắt luôn. Đồ quý mà. Nó đang sờ mà nó hơi bị bỏng tay. Xịn sò.
để chơi những tác phẩm này, thích lắm. Già đẹp tuyệt vời nhỉ. À, cho anh hỏi một chút là em tên là gì và nhà vườn ở đâu nhỉ? Đúng, không phải là nhà vườn thì biết thì thích chơi thôi nhỉ. À, thích chơi thì à? Thích chơi cây thì à? Không nhà vườn nào. À thế à? Anh nghe thấy mong manh là, nhưng mà em là ở đâu về nhỉ? Em ở trên Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Vâng. Tên là gì nhỉ? Tên là gì? Vĩnh Phúc. Thọ. Tên Thọ ở Vĩnh Phúc. À, anh nghe thấy mà sắp tới em có một cái gì đó em làm ở trên Vĩnh Phúc ấy nhỉ? À, thì trong tỉnh. Trong tỉnh. Làm triển lãm nhỏ trong tỉnh. Sẽ đó trong tỉnh. Mà dự là ngày bao nhiêu em? Chắc là mùng 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 là em khai mạc. À, ok. Để bữa lối anh em mọi người còn biết là khu vực gần đấy đấy, về đấy còn chăm để xem và chiêm ngưỡng. Vâng. Cảm ơn em đã chia sẻ nhé. Ok em. À, quý vị, tác phẩm đã được hạ xong rồi. Do sai sẽ xuống chia sẻ quý vị các bạn. Tác phẩm này lâu lắm rồi mới xuất hiện ở các cái triển lãm quý vị ạ. Đây là một tác phẩm rất quý của các anh ấy, lần này các anh mới lại mang đi chơi. Em chào anh. Ừ. Và đây là anh là chủ nhân cây này. Anh là chủ nhân cây này. À dạ vâng, cho em hỏi anh tên là gì và ở đâu? Anh tên là Hoàng Trung Sơn, Vĩnh Phúc. Anh ở Vĩnh Phúc ạ? Vâng. Tên tác phẩm này có phải là đĩa bay không anh? Đây tác phẩm đĩa bay đấy. Trước của là của bác Nguyễn Gia Thọ này. À vâng, của bác Thọ nhựa đúng không ạ? Thọ đây, bác Thọ nhựa này. Trước bác sở hữu được khoảng 22 năm. Anh ấy cơ duyên nào mà lần này anh đi chơi với bác Đinh ạ? À, được anh em trong ban tổ chức mời. Dạ vâng. Sang tận nơi mời mà thôi đem sang đây thì mình có bên kia câu lạc bộ trung du của mình là cũng có một cái bên đó hàng nghìn tác phẩm. Dạ vâng. Thế là các bác sang chọn lựa thì thôi đem hai tác phẩm. Hai tác phẩm. Tác phẩm là cây xanh biết bay, thứ hai là cái tác phẩm này nữa là cây tác phẩm Phúc Lộc Thọ. À dạ vâng, anh mang hai cây. Dạ vâng ạ. À, tác phẩm này anh lấy được lâu chưa anh nhỉ? Anh lấy được khoảng 7-8 năm. 7-8 năm rồi ạ. Của bác Nguyễn Gia Thọ. Lấy từ bác Thọ luôn. À, cảm ơn anh đã góp vui với triển lãm, đã mang đến đây để cho mọi người gần đây để ra chiêm ngưỡng. Tại vì nếu mà ở xa thì chúng ta có thể cũng tìm được, mà khi đến nhà anh cũng chưa chắc được xem vì anh đi vắng chẳng hạn. Và đấy mang lên đây rồi thì em cũng chia sẻ một chút tới mọi người để biết được là tác phẩm đĩa bay của anh đã về đây để mọi người chiêm ngưỡng. Cảm ơn anh nhé. Vâng. Đây video size chia sẻ quý vị. À, thứ nhất là về sân bệ quý vị này, một cái bệ nó tuyệt vời mà các cụ đã đưa lên đá ngồi lâu năm, nó nhuyễn như thế nào quý vị này. Già khô nhuyễn quý vị ạ. Ban tổ chức cũng đang gọi là chọn 10 cây 10 tác phẩm gắn kết ở đây. À vâng thưa quý vị. Vâng. À, 10 tác phẩm thưa quý vị. À có, em nghe thấy anh Sơn nãy chia sẻ là như thế ạ. Đây quý vị đây. Đây ngày xưa là cái cốt chậu quý vị này, cũng đặt lên. À, tên là đĩa bay quý vị ạ. Một tác phẩm quý của nhà vườn lần này quý vị ạ. Sao lại thấy xuất hiện triển lãm. Đây tại sao gọi đĩa bay quý vị nhìn đây ạ? Nhìn xa thì đúng nó như một cái đĩa bay quý vị, như một cái hình cái đĩa bạn. À như bạn. Mặt trời ở bên này hả anh? Mặt đây hả bạn? Đây quý vị này, thông tin này quý vị này. Tác phẩm cây xanh đĩa bay nhà vườn Sơn Hoa Cong. Đây quý vị. Thầy ơi. Thời, anh lên xin cái ảnh. Thời. Ôi. Thời, đứng anh. Ban tổ chức đang vất vả. Xin cái ảnh một chút. Rồi, chẳng sai. Ban tổ chức đang mày như thế này à? Rồi, em cảm ơn anh. Tiếp tục đang hạng tác phẩm của quý vị. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Video Sai xin phép dừng đây để chuyển quay tác phẩm tiếp theo. Video Sai sẽ quay vào cái khu vực đang kê ở xa xa kia cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.